Bản thân quan trọng nhất là nhận sai. Bản thân có lỗi mà không thừa nhận thì đây là việc tệ hại nhất. Người như vậy thì rất khó quay đầu. Trong đời này của tôi có một chút thành tựu như vậy. Các vị đồng học muốn hỏi tôi, có thể nói với các vị việc giảng sanh là tôi có nắm chắc phần. Không phải là không nắm chắc. Nếu không có nắm chắc, như vậy thì 55 năm này của tôi đều là uổng công rồi. Tại vì sao có phần nắm chắc vậy? 55 năm không có nghỉ ngơi, ngày ngày đều làm, ngày ngày sửa lỗi, ngày ngày đổi mới. Sửa đổi lỗi lầm là một sự việc thật sự không dễ dàng. Nhưng mà nhất định phải chăm chỉ, nhất định phải cảm ơn hết thảy chúng sanh, hết thảy hoàn cảnh. Nó đã giúp đỡ cho ta thiện duyên thuận cảnh, ta tùy thuận mà học, không khởi tham luyến. Khởi tham luyến thì xong rồi, liền đọa lạc ngay. Nghịch cảnh ác duyên, nhân sự cũng không tốt, hoàn cảnh cũng không tốt. Không khởi sân hận, tuyệt đối không oán trời, không trách người. Biết được đó là gì? Tự mình đã tạo ra nhân ác, là nhân bất thiện. Cảm được cái quả báo này thì có chấp nhận hay không? Phải chấp nhận. Hiện tại bạn không nhận thì tương lai vẫn phải nhận. Nếu như tương lai phải thọ nhận, chi bằng bây giờ thọ nhận, hoan hoan hỷ hỷ mà tiếp nhận nghiệp chướng liền tiêu trừ. Nghiệp chướng vừa tiêu trừ thì trí huệ liền tăng trưởng, phước đức liền hiện tiền. Hồng Kông năm ngoái có một vị lão hòa thượng qua đời, là lão pháp sư Dục Minh, cũng là người bạn cũ của tôi. Hình như ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Năm ngoái đã qua đời rồi. Ông biết xem tướng đoán mạng, xem phong thủy. Ông biết làm những thứ này. Ông đến đường Hán Khẩu tìm tôi. Ông nói pháp sư Tịnh Không Ngài thật là có vận số tốt. Thật ra mà nói, tôi làm gì có vận số tốt chứ. Số mạng của tôi ông cũng đã xem qua rồi, 45 tuổi chết thì có vận số tốt gì chứ. Không ngừng đang cải đổi. Bản thân quan trọng nhất là nhận sai. Bản thân có lỗi mà không thừa nhận thì đây là việc tệ hại nhất. Người như vậy thì rất khó quay đầu, khó nhận sai. Nhận sai thì bạn mới có thể sửa đổi lỗi lầm, mới có sự tiến bộ. Hay nói cách khác, vì sao mỗi năm một hạnh phúc hơn, mỗi năm một có trí huệ hơn? Mần nói xem, cuộc sống như vậy vui sướng biết bao. Người vui vẻ thì sẽ không dễ dàng bị sanh bệnh, không dễ dàng già yếu. Người không vui vẻ thì rất dễ sanh bệnh, rất dễ già yếu. Ngạn ngữ Trung Quốc có nói, lo buồn khiến con người ta già. Người có ưu lo thì già rất nhanh. Những sự việc như vậy, các vị chỉ cần chú ý một chút thì sẽ phát hiện được. Con người khi đang có công việc bình thường, mỗi ngày đều bận rộn công việc của mình, nên họ quên mất đi việc già, siêng năng mà làm việc. Đến sau khi về hưu, không có việc gì để làm. Về nghỉ hưu thì nghĩ rằng mình đã già rồi. Họ liền nghĩ đến già. Ta già rồi. Người mà già rồi thì như thế nào? Người già thì như thế nào? Người già thì thường hay sanh bệnh. Họ lo sợ bị sanh bệnh. Họ lo lắng sanh bệnh. Họ lo sợ sanh bệnh thì chính là nghĩ đến bệnh. Thế là bệnh liền đến. Sau khi bị bệnh thì sợ chết. Sợ chết là nghĩ đến chết. Họ sẽ chết rất là nhanh. Bạn hãy xem, rất nhiều đồng học, bạn bè của chúng ta sau khi đi về hưu được 2 năm mà không gặp mặt, vừa gặp mặt trở lại thì thấy họ già đi bằng như mười mấy 20 năm vậy. Thay đổi nhiều đến như vậy. Họ nhìn tôi rất là ngưỡng mộ. Họ nói pháp sư, vì sao mà mỗi năm một trẻ hơn vậy? Thật là ngưỡng mộ. Họ không hiểu được cái đạo lý này. Chúng tôi thì nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì tại sao bạn không nghĩ đến Phật? Bạn mỗi ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng lung tung để mà làm gì? Cho nên đọc kinh, đọc kinh giúp đỡ chúng ta được điều gì? Giúp chúng ta nghĩ đến Phật. Phật ở đâu vậy? Phật ở trên kinh điển. Tất cả chúng ta ở cùng nhau, ngày ngày ở cùng nhau nghiên cứu thảo luận Phật pháp,
là nghĩ tưởng đến Phật. Nghĩ tưởng như vậy là chính xác. Chánh niệm, chánh tư duy thì họ làm sao lại không an lạc? Ngoài việc nghĩ tưởng đến Phật, đến Bồ Tát thì đều gọi là tà niệm, tà tư duy. Tuy là bạn nghĩ tưởng đến trời, đến thần cũng được xem là chánh niệm, chánh tư duy, nhưng nó không cứu cánh, không triệt để. Đây đều là nói gặp duyên không đồng. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.